nghiên cứu tiếp theo đó là tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và một số yếu tố liên quan. À, thưa các thầy cô thì tình trạng hiện nay đó là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đặc biệt là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đang làm một cái, cái gánh nặng uh, to, to lớn cho toàn là... cầu à, do cái hậu quả trong... làm tăng tỷ lệ tử vong tăng gánh nặng chi phí và một trong những cái mục tiêu điều trị theo goal đó là phải phòng tránh được các cái đợt cấp à, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính tại Việt Nam do bệnh nhân có những cái đặc điểm riêng vì sự khác biệt về kinh tế văn hóa điều kiện môi trường sống hoặc là tình trạng mức độ hiểu biết của bệnh nhân những cái yếu tố này ảnh hưởng đến cái việc điều trị theo dõi cũng như là quản lý bệnh tại cộng đồng và dẫn đến là các cái đặc điểm về đợt cấp của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính tại Việt Nam có những cái đặc điểm riêng khác nhau vì vậy mà chúng em tiến hành nghiên cứu với cái mục tiêu là tìm hiểu cái tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính cũng như là từ đó đề xuất ra những cái can thiệp làm giảm tần suất với mức độ nặng của đợt cấp. Uh, nội dung uh, báo cáo ngày hôm nay của chúng em là một phần trong cái nghiên cứu vẫn đang tiếp tục triển khai tại Trung tâm hô bệnh viện Bạch Mai và cái nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là xác định tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng, mạng tính trong 12 tháng và thứ hai là tìm hiểu mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng với việc có hay không tái nhập viện trong 12 tháng của bệnh nhân. Uh, nghiên cứu thì đến thời điểm hiện tại thu nhận được 113 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nhập viện vì đợt cấp. Đây là một nghiên cứu tiên cứu, các bệnh nhân sau khi nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ được sàng lọc. Những cái bệnh nhân mà thỏa mãn các cái tiêu chí tiêu chuẩn thu nhận và không phạm các cái tiêu chuẩn loại trừ thì sẽ được thu nhận vào nhóm bệnh nhân nghiên cứu. Những bệnh nhân này sau khi điều trị đợt cấp ổn định thì sẽ được đánh giá một số yếu tố về lâm sàng và cận lâm sàng. Sau đó tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong vòng 12 tháng để xác định cái tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp. Xác định tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp và đánh giá cái mối liên quan giữa hai yếu tố giữa các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng với cái tỷ lệ tái nhập viện này à, lựa chọn bệnh nhân à, những cái bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính trên 40 tuổi có chẩn đoán xác định bệnh là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính loại trừ các cái đợt nhập viện đợt cấp vì đợt cấp nhưng mà do các cái nguyên nhân khác và những cái bệnh nhân này phải có tình trạng khi ra viện ổn định. Tuy nhiên những cái bệnh nhân mà có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng có những cái bệnh đồng mắc về phổi khác ví dụ như lao hay là tổn thương phổi kẽ, sơ phổi, giãn phế quản sẽ loại khỏi nghiên cứu do ảnh hưởng đến cái tiên lượng sống cũng như là ảnh hưởng đến cái đợt cấp của bệnh. Những cái bệnh nhân mà không thể thu thập được số liệu nghiên cứu đặc biệt là những cái bệnh nhân không đo được phế thân uh, hô hấp ký À, các bệnh nhân có bệnh lý đồng mắc khác ví dụ như là ung thư hoặc là các cái bệnh tim, bệnh thận nặng mãn tính mà có thể theo đánh giá của nghiên cứu viên ảnh hưởng đến thi lượng sống cũng sẽ bị loại khỏi nhóm nghiên cứu. À, quy trình nghiên cứu thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo GOLD năm 2016 được đánh giá nhóm bệnh dựa theo các cái tiêu chí, một là mức độ tắc nghẽn của đường thở, hai nữa là số được cấp trong vòng 12 tháng trước, ba là các uh, bản mức độ khó thở. MRC và điểm ảnh hưởng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lên sức khỏe của người bệnh. Trong đó hai cái tiêu chí đó là mức độ khó thở MRC trên 2 và điểm ảnh hưởng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lên sức khỏe của người bệnh các trên 10. Hai tiêu chí này sẽ được lựa chọn để đánh giá mối liên quan với tỷ lệ tái nhập viện vì được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 12 tháng các đợt các bệnh nhân được chẩn đoán đợt cấp theo tiêu chuẩn Anthony Sen năm 1987 và đánh giá mức độ nặng của đợt cấp theo 3 mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Bên cạnh đó cũng được tầm soát các nguyên nhân của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính để đảm bảo cái hiệu quả điều trị đợt cấp. Và bệnh nhân được điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015 và Go năm 2016. Vì tất cả các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính sau khi ra viện sẽ được đánh giá và tập huấn thành thạo cái việc sử dụng các dụng cụ phun hít đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng có thể ảnh hưởng lên cái hiệu quả điều trị vì vậy để đảm bảo được uh, hạn chế tối đa cái việc các yếu tố nhiễu ảnh hưởng lên cái tỷ lệ tái nhập viện của bệnh nhân uh, nên bệnh nhân sẽ được À, nghiên cứu viên tập huấn để làm sao mà có thể sử dụng các dụng cụ phun hít một cách hiệu quả nhất, hướng dẫn về sử dụng oxy hoặc là thở máy không xâm nhập trong trường hợp có chỉ định, tập phục hồi chức năng hô hấp và tư vấn về phòng ngừa các yếu tố nguy cơ cai thuốc lá thuốc lào và tiêm phòng vaccine phòng cúm hay phòng phế cầu. Các chỉ số về lâm sàng thu thập bao gồm có tiền sử hút thuốc, thời gian mắc bệnh, số lần nhập viện vì đợt cấp trong 12 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân có sử dụng kháng colinexic tác dụng kéo dài hay không, bệnh đồng mắc, mức độ khó thở bảng điểm à, các chỉ số về cận lâm sàng bao gồm có khí máu động mạch CRPHS albumin huyết thanh à, bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi và hô hấp ký để đánh giá mức độ rối loạn thông khí tắc nghẽn dựa trên IPV 1 số lần tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính trong 12 tháng sẽ được xác định dựa trên một là giấy xuất viện có chẩn đoán xác định đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính của các cơ sở y tế trong trường hợp Uh, có những phân vân giữa đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay đợt cấp do các cái bệnh đồng mắc khác khiến bệnh nhân phải nhập viện thì nghiên cứu viên sẽ liên hệ qua điện thoại với cơ sở y tế hoặc là qua hỏi và thăm khám bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân để xác định bệnh nhân có hay không đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và do nguyên nhân gì. Một vấn đề nữa đó là việc xác định tỷ lệ tái nhập viện. Uh, vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đòi hỏi phải bệnh nhân phải được theo dõi rất là chặt chẽ cho nên trước khi bệnh nhân ra viện thì bệnh nhân <laughs> sẽ được nghiên cứu viên tư vấn về cái việc mà quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại các phòng quản lý một là tại bệnh viện Bạch Mai hai là bệnh viện tỉnh hoặc là những cái bệnh viện huyện có phòng quản lý À, việc quản lý định kỳ tại các phòng quản lý như thế này thì sẽ đảm bảo một là tối ưu hóa được cái việc điều trị cho bệnh nhân hai nữa là cũng kịp thời phát hiện ra các cái đợt cấp để mà có can thiệp điều trị và cũng là để theo dõi sát xem là thực sự bệnh nhân có đợt cấp tái nhập viện hay không những cái trường hợp mà bệnh nhân không thể theo dõi không thể quản lý được các cái phòng quản lý ngoại trú thì nghiên cứu viên cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại để nhắc nhở bệnh nhân khám đột xuất hoặc là theo dõi tình trạng bệnh, tuân thủ nhắc nhở việc tuân thủ điều trị, lịch khám lại của bệnh nhân và cũng quan trọng nhất là là xác định cái đợt cấp nhập viện trong 12 tháng hai cái thời điểm theo dõi các cái chỉ số nghiên cứu bao gồm một là thời điểm trước khi ra viện khi mà được cấp ổn định hai là ở cái thời điểm 12 tháng sau chúng ta sẽ thu nhận được cái số được cấp tái nhập viện trong 12 tháng xử lý số liệu bằng phần mềm FPSS với thống kê mô tả về tỷ lệ tái nhập viện vì được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 12 tháng và thống kê hồi quy tuyến tính để phân tích đơn biến đa biến tìm mối liên quan giữa các chỉ số lâm sàng cận lâm sàng với tái nhập viện vì được cấp nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu y học về phần kết quả trong 113 bệnh nhân đến cái thời điểm hiện tại báo cáo thì chủ yếu là bệnh nhân có đến 95% bệnh nhân là nam giới và lứa tuổi gặp nhiều nhất là từ 60 đến 70 tuổi. Thời gian nằm viện trung bình vì đợt cấp của các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại trung tâm hô bệnh viện Bạch Mai dao động khoảng độ 10 ngày. Có đến hơn 50% bệnh nhân có ít nhất một bệnh đồng mắc và những cái bệnh nhân nhập viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chủ yếu là những cái bệnh nhân nặng, bệnh nhân nặng nhóm D và mức độ tắc nghẽn từ trung bình nặng hoặc là rất nặng trong số các bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khoảng 46% bệnh nhân không có tăng bạch cầu ai toan, FV1 trung bình ở cái thời điểm trước khi ra viện là 1,16 lít và fev 1 là khoảng 43%. Về tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì qua theo dõi 113 bệnh nhân trong thời gian 12 tháng thì có tổng số 142 đợt cấp nhập viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và số đợt cấp nhập viện trung bình khoảng độ 1,3 đợt cấp. 45% bệnh nhân không có đợt cấp nhập viện và khoảng 30% bệnh nhân có đợt cấp thường xuyên, có nghĩa là trên hai đợt cấp trong vòng 12 tháng theo dõi. Về tỷ lệ đợt cấp tái nhập viện, theo các nghiên cứu trên thế giới thì có sự khác biệt rất là rõ ràng. Có những nghiên cứu chỉ để chỉ đưa ra cái tỷ lệ tái nhập viện khoảng độ 38%, tuy nhiên cũng có những cái nghiên cứu với tỷ lệ cao hơn 54-63 hoặc là 75,94%. Thì một trong những, những cái nguyên nhân có thể giải thích cái tỷ lệ khác nhau giữa các nghiên cứu này có thể là do việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu ở các cái nghiên cứu này khác nhau và các yếu tố khác nhau trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì cái tỷ lệ tái nhập viện ngay trong vòng 1 tháng sau khi ra viện chiếm tới 12,4% đây là cái nhóm bệnh nhân mà có cái tỷ lệ um, biến chứng những cái bệnh nhân mà có biến chứng suy hô hấp hoặc là thở phải thở oxy thở máy dài hạn tại nhà tuy nhiên những cái bệnh nhân này Uh, cũng thường là không có đảm bảo điều kiện tối ưu hóa cái việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà dẫn đến cái việc nhập viện thường xuyên. Về đánh giá liên quan giữa một số yếu tố với tái nhập viện vì đợt cấp thì chủ yếu là thấy nổi bật lên là cái phân nhóm A, B, C, D có sự khác biệt rõ ràng giữa các cái nhóm bệnh nhân uh, phân nhóm này với khác biệt về tỷ lệ tái nhập viện và không tái nhập viện với P là 0,014. Phân tích liên quan đơn biến cho thấy có bốn yếu tố có liên quan đối với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đó là BMI dưới 20, có tiền sử đợt cấp nhập viện trong 12 tháng trước, điểm cát trên 10 và bạch cầu ái toan dưới 2%. Bạch cầu ái toan là một trong những yếu tố có thể tiên lượng. Theo các nghiên cứu trên thế giới thì nhóm bạch cầu ái toan không tăng sẽ có thời gian nằm viện dài hơn và tỷ tái viện cao hơn. Về phân tích hồi quy tuyến tính đa biến với cái biến phụ thuộc là có và không có nhập viện trong vòng 12 tháng thì thấy hai nổi bật lên đó là hai cái yếu tố đó là BMI dưới 20 và đợt cấp nhập viện trong vòng 12 tháng trước hai yếu tố này có mối liên quan rõ ràng và có thể coi là hai cái yếu tố có giá trị tiên lượng độc lập đối với cái tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong vòng 12 tháng. Như vậy cái kết quả kết luận nghiên cứu của chúng em thứ nhất, một là tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong 12 tháng theo dõi là 54,9% thứ hai các yếu tố có liên quan đến việc tái nhập viện vì đợt cấp bao gồm bốn yếu tố một là bmi dưới 20 điểm cắt trên 10 tỷ lệ bạch cầu ai toàn trên 2% và tiền sử có đợt cấp nhập viện trong năm trước đó trong đó hai yếu tố có giá trị tương lực độc lập đó là bmi dưới 20 và cái tiền sử nhập viện vì đợt cấp nội dung báo cáo của em đến đây là hết em xin ý kiến thầy góp ý của các thầy cô